Máy tính Hà Giang tức bừng khai trương siêu thị điện máy gia dụng tại địa chỉ số 140 Trần Hưng Đạo, đầu cầu Yên Biên 1. Xin gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt khi mua hàng vào khung giờ vàng với giá cực sốc kèm quà tặng khủng. Mua laptop tặng quạt điều hòa chính hãng Sunhouse trị giá 4 triệu đồng. Bộ máy tính để bàn tặng ngay bản máy tính gaming và tai nghe LED xịn sò. Mua TV tặng nồi cơm điện Sunhouse 1,8 lít trị giá 760.000 đồng. Tủ lạnh, máy giặt tặng quạt và máy xay sinh tố Sunhouse. Đặc biệt, khi mua combo 3 sản phẩm, TV, tủ lạnh, máy giặt, tặng ngay cây nước nóng lạnh Media trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác giảm giá và quà tặng hấp dẫn như bếp từ, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bộ nồi 5 đáy Kangaroo và Sunhouse. Điện máy gia dụng, máy tính Hà Giang khung giờ vàng từ 8 giờ đến 11 giờ và 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày tại địa chỉ số 140 Trần Hưng Đạo, đầu cầu Yên Biên 1 và số 48 đường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Hỗ trợ online 0912 668 388. Cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành và ủng hộ. Máy tính Hà Giang tức bừng khai trương siêu thị điện máy gia dụng tại địa chỉ số 140 Trần Hưng Đạo, đầu cầu Yên Biên 1. Xin gửi đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt khi mua hàng vào khung giờ vàng với giá cực sốc kèm quà tặng khủng. Mua laptop tặng quạt điều hòa chính hãng Sunhouse trị giá 4 triệu đồng. Bộ máy tính để bàn tặng ngay bản máy tính gaming và tai nghe LED xịn sò. Mua TV tặng nồi cơm điện Sunhouse 1,8 lít trị giá 760.000 đồng. Tủ lạnh, máy giặt tặng quạt và máy xay sinh tố Sunhouse. Đặc biệt, khi mua combo 3 sản phẩm TV, tủ lạnh, máy giặt tặng ngay cây nước nóng lạnh Media trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều sản phẩm khác giảm giá và quà tặng hấp dẫn như bếp từ, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, bộ nồi 5 đáy Kangaroo và Sunhouse. Điện máy gia dụng, máy tính Hà Giang khung giờ vàng từ 8 giờ đến 11 giờ và 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày tại địa chỉ số 140 Trần Hưng Đạo, đầu cầu Yên Biên 1 và số 48 đường Trần Phú, thành phố Hà Giang. Hỗ trợ online 0912 668 388. Cảm ơn quý khách đã luôn đồng hành và ủng hộ.